Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái mẫu laptop HP. Này là màn hình 15.6 inch, cấu hình rất là ok, sản xuất năm 2020 nha mọi người. i5, Gen 8, RAM 16 và SSD 256GB, 15.6 inch mà giá vô cùng rẻ luôn. Thì cũng có nhiều khách đó là đặt mình cái dòng này, cần có HP hoặc là Dell gì đó mà màn phải lớn, giá rẻ, cấu hình là hợp lý, thì mình nghĩ là cái con này là rất là ok luôn á mọi người. Trong tầm giá là nó là mình thấy rẻ lắm luôn á. Vỏ ở ngoài thì mình thấy là tương đối sạch sẽ, tuy nhiên nó cũng phải có những cái vết trầy mòn đã qua sử dụng nha mọi người. Nó trầy nhẹ hoặc là nó mòn, nó có dấu hiệu đã qua sử dụng, không hề bể vỡ. Trầy nặng thì mình sẽ quay cho mọi người xem, nó hơi bóng bóng nhẹ nhẹ. Còn lại là mình thấy là ok nè, sạch sẽ nè. Các ngõ kết nối, ngõ mạng LAN nè, HDMI, USB, rồi tai nghe, rồi ngõ sạc đó. Cái này là gọi là văn phòng, kế toán hay là giáo viên là ok ha. Còn ở bên này là có DVD nè, rồi có ngõ USB nữa nè, thẻ nhớ nha mọi người. Phần ở bên này thì cái chỗ này là giống như là nó bị dính bút xóa hay gì đó đó mọi người, mình chùi nó không có ra đây nha, chứ không hề là bị cứng hay gì hết. Ở đây cũng vậy mọi người, kiểu giống như là bút xóa hay cái gì đó, mình thấy vậy không hề cứng nha mọi người, sờ rất là mịn luôn, mịn băng luôn à. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều cho nên mình thấy nó cũng không có quan trọng mấy. Ở bên trong mọi người, màn hình 15.6 inch, màn hình này là màn hình HD, không phải Full HD, nhưng mà màn hình đẹp và không có lỗi lầm gì hết trơn. Màn hình tươi đẹp nha mọi người, hiển thị đẹp. Phím mình có dán phím quốc tế rồi mình dán luôn á mọi người. Có bóng nhẹ mà phím rất là mềm êm nha. Bóng nhẹ và mình có dán luôn, không hề mất chữ, mình dán lại luôn để mọi người thấy là sau khi dán phím quốc tế thì nó cũng rất là đẹp ha, nó không có nó che những cái tự nhật đi và nó cũng gần như là đúng khuôn luôn. Bàn rê chuột là đẹp, góc cạnh này là mình thấy như vậy là cũng tương đối đẹp rồi mà giá rẻ thôi. Và đây là cái cấu hình của máy nha mọi người. Đây là HP 250G7 nha. G7 này sản xuất 2020 á mọi người. Tí chất series mình sẽ quay cho mọi người xem. i5 Gen 8. Gen 8 là đây là 8 CPU nè mọi người. RAM 16GB là quá ok cho văn phòng. SSD là 256GB, còn có cả DVD nữa mọi người. Đây nè, cái DVD này đôi lúc thuận tiện lắm, mình cần làm một cái công việc gì đó cần có đĩa DVD hoặc đọc DVD là cũng rất là thuận tiện luôn. Mình có chip series của máy ha, đây nè, HP 250G7 là máy được sản xuất năm 2020 nha mọi người. Nè, đó. Cái mẫu 2020 cũng rất là ok. Nó vừa ok về pin, về máy, mọi thứ không có lỗi lầm gì hết. Chẳng qua là cái ngoại hình của nó đôi lúc phím nó có hơi bóng, ngoại hình nó có hơi bóng, nó hơi trầy xước nhẹ không ảnh hưởng. Nhưng mà giá thì cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 4,5 triệu thôi nha mọi người. 4,5 triệu cho con này, máy kèm sạc zin. Dòng thế hệ 8 sản xuất 2020, cấu hình là quá ok. Thì mình thấy là 15.6 inch mà như thế này là giá rất là hợp lý để mọi người chọn lựa con này ha. Mình mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code nè, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Rồi cái này thì luôn luôn bao zin nè mọi người, yên tâm về cái gì chứ mà zin á, thì mình từng nói nhiều video, rất nhiều video của mình luôn. Xấu đẹp sẽ bán theo xấu, đẹp theo đẹp, bể vỡ cũng vậy thôi. Mà cho dù cái máy từ 1 triệu cho tới máy 20 triệu thì cũng đều zin như nhau hết, không có làm gì hết, tất cả là zin nguyên bản, không có hề sửa qua sửa chữa hay gì đâu mọi người. Chắc chắn cái hàng zin nó phải ngon hơn cái hàng mà đã qua sửa chữa rồi là 100% rồi, cho nên là mọi người yên tâm ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha.